bus. Gà con mất tích. Mình không thể nhịn nổi nữa rồi. Anh ơi, em muốn ăn kem. Đợi, để anh một chút thôi nhá. Vâng ạ. Kem ngon. Kem ngon. Mình sắp được ăn kem ngon rồi. Này anh bạn nhỏ, chú biết có một cửa hàng kem ngon cực kỳ luôn. Chú đưa cháu đến đó nhé. Nhưng cháu không biết chú là ai. Cháu không đi với chú đâu. Thôi nào, chú là bạn của ba mẹ cháu mà. Cháu không nhớ ngày xưa chú chở bé cháu mãi còn gì. Đi thôi nào cháu yêu. Không thì mấy vị kem ngon nhất sẽ bị hết đấy. Nào, giờ chúng ta đi mua kem thôi. Em của mình đâu? Đâu mất rồi nhờ. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu bị lạc mất em trai cháu rồi. Cháu phải làm sao đây? Cháu đừng lo, các chú sẽ tới đó ngay đây. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu vừa mới đi vệ sinh ở đằng kia xong, nhưng lúc cháu ra thì em trai cháu biến mất rồi. Xin hãy giúp cháu tìm em với. Cháu đừng sợ, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Gà con ơi. Đó là đồ chơi của em trai cháu mà. Tức là em của cháu đang ở gần đây. Chúng ta đi tìm tiếp thôi. Được. Người đàn ông kia trông thật khả nghi. Hắn ta liên tục tìm thứ gì đó. Chắc chắn hắn đã giấu gà con đi. Đứng lại đó. Ôi không, đấy không phải là gà con. Cậu nói cái gì vậy? Đây là biếu của tôi mà. Nếu có vấn đề, cậu có thể yêu cầu tôi tử tế mà. Tại sao lại xem quần áo của tôi chứ? Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Lạc Đà, anh có thấy một bé gà nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh và đội một chiếc nón kẻ không? Tôi nghĩ là... đúng rồi, tôi có thấy. Cậu bé đi cùng với một con cáo đỏ và đã đi vào trong rừng rồi. Không ổn rồi, tên cáo đỏ đấy có thể là kẻ bắt cóc. Chúng ta cần phải tìm ra hắn ngay. Ở đây có đến 3 lối đi. Anh nghĩ đi đường nào mới đúng? Ở đây có rất nhiều bùn, vì thế bọn họ chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Chúng ta hãy tìm dấu chân của họ. Đã thấy, ở đây có dấu chân của cáo đỏ và gà con. Họ đi lối này. Đi nào. Chúng ta đã đi quá xa khỏi hàng bán kem rồi. Cháu không muốn ăn kem nữa đâu. Cháu muốn về nhà cô. Nhà cháu không về nhà được đâu. Cứu tôi với. Giơ tay lên. Cảnh sát trưởng Labrador. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi được đâu. Hãy giải hắn đến đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi ở ngoài đường không được đi lang thang một mình hoặc nhận đồ từ người lạ.
nếu họ nói họ sẽ đưa cháu về nhà. Hãy nói không được. Và nếu họ đe dọa cháu, đừng bao giờ ngần ngại mà hét lên hoặc nhờ những người xung quanh giúp đỡ. Hãy luôn nhớ những quy tắc này nhé. Căn bếp nguy hiểm. Mùi thơm quá đi. Hai bát mì đặc biệt của nhà hàng chúng tôi đây. Wow, trông ngon thật. Ông Panda, mì của ông lúc nào cũng thật đặc biệt. Đó là nhờ nước sốt cay đặc biệt của chúng tôi. Sốt cay đặc biệt ư? Đúng vậy, đây là công thức từ đời ông của ông nội cháu cơ đấy. Đúng vậy ạ. Xin một bát nữa. Nếu ta có được công thức sốt cay đặc biệt đó, ta cũng có thể làm được món mì đặc biệt này của họ. Thật tuyệt vời. Một bát nữa đi ông Panda. Ôi sốt cay của tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta vào xem thử đi. Ông Panda, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrado, sốt cay đặc biệt của tôi bị mất rồi. Gì cơ? Nó đã được các bậc cha chú truyền lại cho tôi. Giờ thì nó biến mất rồi. Xin hãy giúp tôi tìm lại nó với. Đừng lo, không có vụ án nào mà chúng tôi không thể giải được. Nếu nó bị đánh cắp thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết quanh đây. Dobby, chúng ta hãy chia nhau ra tìm thử xem. Kẻ trộm. Đây là bột thôi. Dấu chân ư? Có vẻ như tên trộm đã đột nhập vào đây bằng cửa sổ. Không thể tin được. Tôi sẽ bắt được tên trộm này. Đợi đã. Tên trộm có thể vẫn còn ở đây. Gì cơ? Nhìn này, không có dấu chân của tên trộm ra khỏi đây. Vì thế chắc hẳn tên trộm trốn ở đây. Người không thể trốn ở đâu. Bắt được người rồi. Đứng lại ngay. Anh khỉ là anh à? Không phải tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhìn trộm xem anh làm mì như thế nào thôi. Tôi không ăn trộm sốt cay của anh đâu. Các anh có thể lục soát tôi nếu muốn. Nếu không phải do anh khỉ, vậy thì nó ở đâu được nhỉ? Tôi nghĩ tôi ngửi thấy mùi mì cay. Theo tôi nào. Mùi hương phát ra từ đây. Trên tầng có một căn bếp nữa. Đi nào, chúng ta phải nhanh lên. Cà chua, cà rốt, nấm, dưa chuột. Ta là đầu bếp tuyệt nhất thế gian này. Wow, ngài bếp trưởng. Sốt cay đặc biệt. Đây ạ. Oh,
Đấy là tiếng con gái của tôi. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Mắt của con, mắt của con. Chúng ta phải đưa cháu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta không được chơi ở trong bếp. Trong bếp có rất nhiều vật dụng sắc nhọn, nước sôi và các đồ điện gia dụng, và chúng có thể làm cho các bạn bị thương. Ngoài ra, các vị phụ huynh hãy luôn chú ý tới các con của mình khi chúng ở trong bếp. Pháo hoa rơi. Ôi không, mình phải đi vệ sinh ngay. Cả ba má. Vâng, và cháu còn bị bỏng đây này. Chú tìm ai làm chuyện này đi ạ? Đừng lo, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Đi nào. Thấy dấu vết nào của Bom ở đây cả. Cái gì kia? Đây là pháo hoa mà. Pháo hoa chắc chắn bị ném qua ô cửa thông gió ở trên kia. Nhưng cửa thông gió ở vị trí khá cao. Ai có thể gây ra chuyện này nhỉ? Ở đằng kia. Đi nào. Kem của cháu. Trời ơi, sao chúng ta không thể nhìn thấy nghi phạm nhỉ? Lại là pháo hoa nữa. Trưởng Labrador, chúng tôi đang chuẩn bị chụp ảnh ở đây thì có ai đó đã ném pháo về phía chúng tôi. Thật khủng khiếp. Chụp ảnh sao? Tôi có thể xem được không? Nhìn này, nghi phạm đây rồi. Nó biết bay, vì thế chúng ta không thể nhìn thấy nó được. Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh. Anh đang nhìn gì trên đó vậy? Tôi không nhìn gì cả. Tôi phải giữ cổ thế này bởi vì tôi đang bó bột ở cổ. Anh Hiếu, anh có nhìn thấy ai bay qua bay lại không? Để xem nào. Hai bạn chim sẻ, một bạn bồ câu và một bạn sóc bay. Sóc bay ư? Nghi phạm của chúng ta có thể chính là sóc bay. Hả? Sóc bay đi hướng nào vậy? Hả? Hướng đó. Wow, pháo hoa vui thật đấy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Một quả thật to luôn này. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mình bị cháy mất rồi.
Sóc bay nhỏ, cháu không bao giờ được chơi đùa và ném pháo vào người khác. Cháu có thể làm mọi người, thậm chí bản thân mình bị thương đấy. Cháu xin lỗi cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, pháo hoa rất nguy hiểm. Các cháu không được phép đốt pháo nếu như không có ai giám sát. Nếu ba mẹ các cháu đồng ý, chỉ được phép chơi khi ở bên cạnh và chơi thật cẩn thận. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Hà mã nhỏ bị người ngoài hành tinh bắt. Đi nào hà mã nhỏ, chúng ta thả diều đi. Diều của tớ sẽ rất là ngầu cho mà xem, cứ chờ đấy. Người ngoài hành tinh, cứu, cứu với. Hà mã nhỏ, hà mã nhỏ. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador đây. Cảnh sát trưởng Labrador, hà mã nhỏ bị người ngoài hành tinh bắt cóc, xin hãy cứu cậu ấy. Gì cơ, người ngoài hành tinh á? Nhìn đằng kia kìa, chắc không phải người ngoài hành tinh đâu, có đúng vậy không? Có gì đấy không đúng lắm, chúng ta mau đuổi theo. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu, kể cả là người ngoài hành tinh. Bóng bay đây, bóng bay này. Hả, dây à? Cứu, cứu. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh tới. Người ngoài hành tinh tới rồi. Người ngoài hành tinh. Ở đằng kia kìa. Đi nào. Thế à, hãy mau thả hà mã nhỏ ra ngay. Nó đi mất rồi. Trời ạ, nó chạy mất rồi sao? Dây diều sao? Có lẽ nào đây là một con diều chứ không phải người ngoài hành tinh. Đó là vì sao nó bay theo hướng gió. Trời ơi, đúng là vậy rồi. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được con diều và cứu hà mã nhỏ. Cậu, đây là Babylon. Babylon, chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Đã rõ. Tới giờ biểu diễn của Babylon rồi. Đi nào. Lên nào mọi người. Hãy bay theo chiều gió. Đi nào. Được, chúng ta đi nào. Xoay tròn, xoay tròn. Bay lên bầu trời. Nó kia rồi. Cứu. Đúng là một con diều. Cứu. Cứu tôi với.
Cố lên hả mã nhỏ, các chú sẽ cứu cháu. Cứu cháu. Cẩn thận đấy. Chúng tôi không sao. Cháu sợ con diều lớn rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các con diều rất khỏe khi chúng bay lên. Vì vậy, chúng ta phải nhớ chỉ được thả diều cùng với ba mẹ mình, không được thả diều một mình. Ngoài ra, phải luôn chú ý khi chúng ta thả diều, phải cẩn thận, không vấp hoặc vướng vào dây diều. Cuối cùng, dây diều rất mảnh nên chúng ta cần phải đeo găng để bảo vệ tay của mình. Hãy nhớ những điều này nhé! Nắp cống nguy hiểm! Ba bạn gà dễ thương. Đang chơi đùa trên đường. Alo, alo, bạn đang ở đâu? Tôi đang Thỏ con, thỏ con ơi, thỏ đâu rồi? Thỏ con. Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, thỏ con bị mất tích rồi, chúng cháu không tìm thấy bạn ấy. Để giúp bọn cháu với. Các cháu đừng lo, bọn chú sẽ tới ngay. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, bọn cháu đang chơi với thỏ con thì đột nhiên bạn ấy mất tích. Cháu sợ quá. Đừng lo, bọn chú sẽ tìm thấy bạn ấy. Đúng vậy, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Dấu chân chỉ xuất hiện ở trên nắp cống thôi. Các cháu này, các cháu đang chơi gì trước đó vậy? Dạ, nhảy lên nắp cống ạ. Nhảy vui lắm ạ. Dừng lại, nhảy trên nắp cống nguy hiểm lắm đấy. Cẩn thận. Dưới đây hôi quá. Nhìn cái này này. Đây là nơi của thỏ con á. Các cháu hãy tránh xa nắp cống ra. Chú phải xuống đó để giúp chú Dobby tìm thỏ con. Dưới này hôi thật. Lối này bị chặn rồi. Thỏ con chắc hẳn đã đi lối này. Ai cứu cháu với? Cảm ơn. Đường ống bị chia ra ở đây. Chúng ta đi đường nào đây? Để tôi nghe thử xem. Ừ.
Tránh ra, tránh ra, đi đi. Cảnh sát trưởng Labrado. Thỏ con đừng sợ, bọn chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây. Ôi không, nước thải đã xả theo hướng này. Chạy mau. Nó chảy nhanh quá. Dobby, hãy dùng ván gỗ kia. Nhảy lại đi. Các cháu hãy hứa với chú không bao giờ được nhảy lên nắp cống nữa. Nó rất nguy hiểm đấy. Ở bên dưới đó đáng sợ lắm. Bọn cháu sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không được dẫm lên nắp cống. Hãy tránh nó khi các cháu đi bộ trên đường. Các cháu có thể bị ngã xuống và bị thương nếu các cháu dẫm phải một chiếc nắp cống bị vỡ hoặc đã cũ hỏng. Ngoài ra, hệ thống nước thải chằng chịt, khí ga có hại, nước thải, rán và chuột ở dưới cống có thể sẽ làm việc leo lên trở nên khó khăn hơn. Ai là kẻ lái xe rắc rối? Anh ấy thật là tuyệt vời. Zoom zoom bao lâu đi. Có chuyện gì vậy? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là Châu đây. Đã có người đâm vào xe của tôi. Gì cơ? Đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Anh Châu. Cảnh sát trưởng Labrador, anh nhìn đây này. Xe của tôi đã đỗ gọn ở chỗ này rồi, vậy mà vẫn có người quẹt phải được. Xe của tôi mới cứu luôn đây. Anh Châu này, anh có nhìn thấy ai đi qua không? Khi tôi bước ra khỏi xe, người đó đã đi mất rồi, tôi không thấy ai cả. Anh Châu đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Sau khi xem xét kỹ vết này, đây chắc chắn là vết do ô tô gây ra. Tôi tìm thấy rồi. Có chuyện gì vậy? Khi hai xe ô tô va chạm, chúng có thể sẽ để lại vết sơn trên xe còn lại. Nhìn đây này. Đó hẳn là một chiếc xe màu vàng sáng. Một chiếc xe màu vàng sáng á? Tôi nhớ là chiếc xe đua của Báo Đốm có màu như vậy. Chẳng hẳn là Báo Đốm rồi. Chúng ta vẫn cần phải hỏi anh ấy trước đã. Tôi sẽ đi tìm anh ấy và hỏi anh ấy chuyện này. Báo Đốm đâu? Ra đây đi. Báo Đốm, cậu va vào xe tôi đúng không? Bình tĩnh nào. Anh Châu bình tĩnh trước đã. Tôi ư? Xe của tôi cũng bị va vào đây này. Cái gì? Xe của tôi trong xưởng cả ngày hôm nay. Tôi thậm chí không lái nó. Nhưng hãy nhìn này. Trời ơi, xe của tôi. Tôi không biết chuyện đó. Vậy ai đã làm ra chuyện này? Chiếc xe bị va chạm ngay ở trong xưởng ư? Hả? Hả?
anh báo đốm, đây là con trai anh đúng không? Đúng vậy. Nó muốn trở thành vận động viên đua xe giỏi nhất thế giới. Dobby, hãy cho tôi xem bức ảnh xe của anh Châu. Đây này. Cả hai xe đều bị va chạm ở tầm thấp. Điều này không thể với những chiếc xe bình thường. Nhỡ như chúng bị va bởi những chiếc xe đồ chơi thì sao? Hả? Anh báo, con trai của anh đâu? Thì... tôi chưa thấy nó từ sáng đến giờ ấy. Ôi không, báo con có thể đang gặp nguy hiểm. Cái gì cơ? Ố, các cậu thật là chậm chạp. Xem siêu vận động viên đuôi xe đây. Báo con, cẩn thận. Con yêu, con không sao chứ? Bà rất lo cho con đấy. Chúng ta tìm được thủ phạm rồi. Đó chính là báo con. Báo con, cháu không được lái xe đồ chơi của mình ra đường như vậy. Cháu xin lỗi, cháu không làm thế nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm khi lái xe đồ chơi ra đường. Các bạn có thể gặp tai nạn nữa đấy. Hãy luôn lái xe của mình ở nơi an toàn và luôn có sự theo dõi của bố mẹ nhé.